Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đệ Tứ. Rất vui khi được mọi người gặp lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi về một những con tướng mà các bạn đã có cái sự yêu cầu trong khoảng thời gian vừa qua. Một trong những con tướng mà vừa mới nghe cái tên thôi là bắt đầu tôi cảm thấy khoái rồi anh em ạ. Tôi cảm thấy có một cái nguồn cảm hứng đối với nó rồi, đó chính là con tướng Mu Rat nha, đó chính là con tướng Mu Rat mọi người ạ. Ngoài con tướng Mu Rat thì tôi còn khoái một con tướng nữa, đó chính là con tướng Rit Nắc. Đó chính là hai con tướng mà mình cảm giác cực kỳ thích thú luôn. Slim chạy được không đây? Bật tốc hành bỏ chạy. Đại bác. Ê lộn, cái đó chính là gì? Ờ đúng rồi, đại bác đến từ vị trí của Joker. Anh ta phán đoán sai. Và team bạn kéo lại 3 người, họ kéo lại 4 người. Con rồng Skelet cũng đã được ra. Đây có thể là một pha tranh chấp hay không đây? Khi mà chúng ta không còn những con quái. Không sao, không còn những con quái, chúng ta sẽ cố gắng tìm những cái nguồn lợi thế khác để mà có thể tấn công đây. Bằng chiêu 1 lao tới giật về. Giro có được mạng rồi. Payna chạy được không đây? Có một pha ổn trảm. Lượng sát thương là chưa đủ. Rất đáng tiếc nha, một tí nữa mà thôi. Và 2 phút rồi tụi mình đã bắt đầu có được một mạng rồi ha. À quên nữa, Rana Liên Quân á, họ mới đầu tư sản xuất ra một cái bộ phim hoạt hình đó. Không biết anh em có xem chưa nha. Đây là một trong những bộ phim mà khi mà mình xem mình cảm giác được rằng nó rất là thoải mái, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là giải trí. Các bạn nên xem. Và nó cũng có một cái sự kiện trong cái khoảng thời gian 2 tháng 9 này nữa mà mình nghĩ rằng các bạn nên tham gia. Bởi vì cái cách thức tham gia của nó rất là dễ dàng thôi. Chúng ta chỉ cần đăng nhập chơi game này nọ, kiểu thực hiện nhiệm vụ trong game là chúng ta có thể nhận được quà rồi. Chúng ta có thể nhận được những bộ trang phục miễn phí rồi. Đừng chuyển kênh nha, chúng ta sẽ sớm quay trở lại trận đánh ngay sau đây. Đây nè anh em, đây là cái MV mà mình muốn giới thiệu với mọi người nè. Một trong những cái bộ phim hoạt hình mà Rana Liên Quân họ mới sản xuất. Một trong những cái bộ phim hoạt hình mà khi mà mình xem mình có cảm giác giống như nó rất là giải trí, theo cái kiểu nhẹ nhàng, nó thú vị lắm kìa. Và xem xong á là mình lại có một cái cảm xúc để mà có thể chơi game. Đặc biệt là mình lại càng yêu thích những con tướng có trong cái bộ phim hoạt hình này. Anh em hãy vào ngay cái đường link này để các bạn có thể xem cái bộ phim hoạt hình mới của Rana Liên Quân nha. Đó, bây giờ tôi chỉ xả vài phút cho các bạn thấy thôi. Đó. Nó rất là giải trí, các bạn có thể xem. Thì ngoài ra thì nó còn có một cái sự kiện đang diễn ra đến từ Rana Liên Quân, đó chính là sự kiện 2 tháng 9 đó mọi người. Anh em vào đường link là sự kiện 29.liênquân.rana.vn. Sự kiện này mình có giới thiệu với mọi người ở những cái số video trước rồi, những số video này mình cũng sẽ nhắc lại. Thì chúng ta nhiệm vụ rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần thực hiện những cái nhiệm vụ này. Nó có nhiệm vụ đặc biệt và nhiệm vụ mỗi ngày. Nhiệm vụ đặc biệt thì chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất. Nhiệm vụ mỗi ngày thì chúng ta vào game chúng ta thực hiện để mà có thể có được những cái lượt mở thẻ. Rồi khi các bạn mở thẻ, nếu như may mắn các bạn có thể nhận được những phần quà giá trị của Liên Quân, tiền mặt 50 triệu, viết nè, xe nè, đó. Thì tới ngày 2 tháng 9 chúng ta sẽ nhận được cái mảnh oxy này, là cái mảnh ghép cuối cùng. Thì mình nghĩ rằng khi các bạn có đầy đủ mảnh ghép, chúng ta sẽ nhận cái quà nó giá trị hơn, chính là cái bộ nhận được cái hòm, nhận được vậy không phải trên cái hòm, nhận được cái hòm đồ có một trang phục miễn phí, chúng ta có thể lựa chọn. Thì nó cực kỳ giá trị cho những bạn nào đó đang có một cái nhu cầu là muốn gia tăng cái số trang phục của mình. Và cách thức tham gia cũng vô cùng đơn giản. Còn chần chừ gì nữa, hãy vào ngay sự kiện 29.liênquân.rana.vn để chơi ngay sự kiện này đi nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trận đánh thôi nào. Hello mọi người, Đệ Tứ đã quay trở lại rồi đây. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về con tướng Murat đi ha. À quên nữa, nhắc cái tên mới nhớ. Anh em thấy cái nick mới của mình hơi bị dữ không ạ? Đặt cái tên là thấy nó bị gót hàng rồi. Đặt cái tên thôi là thấy đồng mới dân chơi thứ thiệt rồi đúng không ạ? Sát tư sao lòn. Sát tư sao lòn. Cái tên nghe rất là ngầu luôn đúng không ạ? Thì với cái tên này mình sẽ dự tính là lấy cạc này để mà có thể live stream trong khoảng thời gian sắp tới. Thì khi mà mình live stream thì mong muốn rằng anh em sẽ ủng hộ Đệ Tứ trong khoảng thời gian sắp tới nha. Dự tính ban đầu của mình là sẽ live nhẹ nhẹ trên YouTube trước, rồi sau đó nếu như thành công thì sẽ mở rộng sang những cái lĩnh vực khác. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ nha. Lúc đầu á là mình định không có đặt cái tên là Sát Tứ Sao Lon này đâu, mình định đặt cái tên là Tứ Ốc Chó mọi người ạ. Nhưng mà suy nghĩ lại thôi, gọi đặt cái tên là Tứ Ốc Chó, nhiều khi có anh em liên hệ hỏi mình có bán ốc chó không, hoặc là
vô tình gặp anh em ở ngoài đường thì các bạn lại bảo hello thứ hốc chó, thì như vậy nó hơi kỳ kỳ cục kẹo, cho nên mình chọn cái tên là Sắc Tứ ha, Sắc Tứ Sao Lòn đó. Nó là như vậy anh em ạ, một tình huống cấu rễ từ Visa. Chúng ta vẫn còn cho mình con quái tại đây, nó sẽ là một trong những tiền đề để cho mình có thể kích hoạt và mở ra NT liên tục luôn nha. Illumia hơi bị khó chịu, mặc dù cô ta bị chỉnh sửa rồi, làm chón liên tục rễ. Triệu Vân đang canh bóng anh em ạ, cần phải cẩn thận thần trận đến từ vị trí của Illumia. Giật về và lượng máu còn khoảng chừng 50 máu mà thôi, nhưng vẫn có thể bình tĩnh và chạy về được. Nó là như vậy anh em ạ. Thiệt ra mấy cái pha này đối với mình là nó dễ dàng anh em ạ. Mấy cái pha mà thoát hiểm trong vòng khoảng chừng 50 máu trở về, đối với mình chuyện đó là bình thường. Khi mà mình chơi con tướng Murat á thì mình cảm giác chung như là nó rất là dễ anh em ạ. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Nhiều khi tôi lại có cảm giác là hay là mình nhắm mắt chơi game đối với con tướng Murat này, tại vì nó mang lại cho mình cái sự dễ dàng quá nhiều. Và thực sự mà nói, chơi con tướng Murat cảm giác thắng đối với tôi nó là một cái gì đó hơi bị bình thường. Đó chính là một tình huống xào lon hơi bị dữ đến từ vị trí của đệ tứ xào lon trong ngày hôm nay. Rồi đánh chào ở Mỹ nha bà con cô bác. Illumia đang bị nhốt lại đến từ vị trí của anh bạn Guido. Guido khóa lại rồi. Đó chính là con nàng Payna mở ra cho mình cái hồ máu. Payna chạy được không? Một tí sát thương nữa, bị trưởng đến từ vị trí của Guido và lụm được cái mạng đó đi. Ba thành viên thì bạn bị mất rồi, và chắc chắn rằng họ sẽ mất đi một trụ đầu tiên tại khu vực đường dưới này. Khu vực đường trên Triệu Vân đang thập thẩm tại nơi kia. Cây đây hiện tại đang là 8-1, tụi mình lại xanh xao như tàu lá chuối rồi. Trận đánh này phải thắng nữa rồi anh em ạ. Lại phải thắng rồi anh em ạ. Tôi dùng những cái từ ngữ mà đã thể hiện cái sự chắc chắn trong đây và thể hiện cái sự nhàm chán, các bạn có thể thấy không ạ? Thằng Joker nè, nó mà chạy được tôi cho nó 10 tỷ, nó mà chạy được tôi cho nó 10 tỷ, đó thấy không ạ? Tôi biết ngay mà làm sao chạy được. Nó không bao giờ chạy được nè. Bây giờ thằng Triệu Vân móc hậu phía sau nè, có ba đứa nè, bốn vật nè, né chiêu cú chạy đi, thấy không ạ? Nó phải là như vậy. Nó phải là như vậy. Mấy cái pha này đối với mình nó dễ lắm anh em ạ. Bây giờ nhiều lúc tôi muốn nhắm mắt chơi game luôn, cái pha này là tôi nhắm nhắp hí rồi đấy, tôi mới nhắm một con mắt thôi nha. Tôi mới nhắm một con mắt thôi là các bạn thấy không ạ? Nó rất là dễ dàng. Chơi Murat nó phải là như thế nha. Thì để có thể có được cái kỹ năng mà thoát hiểm một cách tinh tế như vậy, thì để mình chia sẻ với các bạn là như này. Dễ lắm anh em ạ. Anh em chỉ cần thực hiện cái combo như sau nè. Các bạn nếu như bạn đang có nhu cầu mua ạc, các bạn có thể ghé shop địa tới cho VN để các bạn có thể mua ạc. Thì đó cũng là một trong những cái điều kiện nho nhỏ để giúp cho các bạn có được cái kỹ năng chơi game tốt, theo tôi nghĩ là như thế. Cái thứ hai nữa là bạn có thể tiến hành thực hiện cái thao tác này, thì nó cũng đơn giản và nó cũng giúp cho cái kỹ năng của bạn một phần nào đó được nâng cao. Đó chính là các bạn hãy nhấn cái nút đăng ký trên kênh Địa Tứ, rồi nhấn cái nút like nè khi mà có bất kỳ một video nào đó được sản xuất ra, và comment đóng góp ý kiến bên dưới. Rảnh rảnh thì chia sẻ cho mọi người cùng xem, rồi lao vào giật nhẹ phát nè, liên tục cấu rỉa đối phương từ Visa. Và mặc dù chúng ta không ăn nhiều mạng, nhưng sự cống hiến chúng ta và tạo ra một cái thế giao tranh áp đảo là nhờ vào sức mạnh con tướng Murat trong đội hình, đúng không ạ? 7 phút rồi nha, tôi sẽ cố gắng tạo ra một cái pha mà mega kill cho các bạn thấy, cùng nhau chờ đợi Tứ có thực hiện được cái điều như vậy hay không. Rồi bây giờ thì sao đây ạ? À đúng rồi, mít lòng trước đạn lòng sau, nói thẳng với các bạn luôn, cái ạc này nó đang ở mức răng được gọi là tinh anh 3 thôi mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng leo lên cao thủ trong khoảng thời gian sớm, với lại dùng cái ạc này để live stream đó mọi người. À có kèo nha, thằng Arthur thọt nè, thấy bà cô nội nữa rồi, nói mà chạy được tôi là con chó mọi người ạ. Siêu việt, thấy chưa ạ? Nó mạnh quá trời quá đất rồi. Thằng Mu bây giờ nó mạnh quá rồi. Bây giờ kéo 3 đứa, 4 đứa, 5 đứa đó. Nhiều khi còn chưa đánh lại Mu ở giai đoạn này luôn các bạn ạ. Đó dục nhẹn phát nha, rỉa từ phía xa thằng Triệu Vân nè, bật nhẹ chiêu 2 né chiêu cuối từ đó luôn. Nó quá khủng khiếp các bạn ạ. Joker bật bơm cười, trời ơi còn giọt máu lên em thấy chưa. Nó phải là như vậy. Cái pha này mình cố tình đó mọi người. Trời ơi, ghê chưa. Cái pha này mình cố tình, mình tính toán được cái lượng sát thương của con Joker là như thế nào luôn. Mình bật cái chiêu 2 đúng thời điểm và mình né, mình lấy gió này nọ kiểu để nhằm mục đích là mình thị phạm và mình chứng minh cho các bạn thấy được rằng cái kỹ năng thoát hiểm của mình là đỉnh cao cỡ chừng nào. Nó là như vậy đấy các bạn nha. Thiệt ra chơi con tướng Murat á, nó rất là dễ anh em ạ. Nó dễ cực kỳ luôn á. Cái mấu chốt quan trọng á là chúng ta cần phải có cái sự tính. Thiệt ra cái pha này á, những bạn nào mà mới xem kênh Địa Tứ thì các bạn sẽ nói là ố má này chơi ốc chó đúng không ạ? Nhưng thiệt ra không phải đâu anh em ạ. Những bạn mà theo dõi lâu năm kênh Địa Tứ thì các bạn sẽ biết được một điều là như thế này. Cái pha đó là mình cố tình. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Anh chỉ não vô cùng. Đấy là cái thái độ của anh ấy mà từ khi mà đến lúc 10 giờ cho đến lúc 2 giờ là không cái lúc nào anh ấy ngớt mồm.
Cái pha đó là một cái pha mà mình cố tình. Tại vì sao? Tại vì tôi muốn chèn một cái nội dung, tôi muốn chèn một cái khía cạnh của cuộc sống này vào game Liên Quân Mobile. Các bạn hãy tinh tế nhìn kỹ lại trong cái tình huống vừa rồi. Rõ ràng thằng Triệu Vân, cái lượng vàng của nó đang là 4.600 và lượng vàng của mình nó đang là 3.900. Sự chênh lệch với nhau là quá lớn. Và nó thể hiện một cái khía cạnh của cuộc sống này. Cho dù bạn là một người đàn ông tốt, bạn là một người đàn ông giỏi giang đi chăng nữa, thì bạn cũng không thể nào bằng được một đứa giàu cả. Đó, nó là như vậy. Đó là một trong những cái kinh nghiệm, một trong những cái bài học cuộc sống mà tôi muốn chèn nhẹ vào clip Liên Quân. Và đó chính là một cái pha mà mình cố tình rồi các bạn. Ví dụ như bạn đang quen một người bạn gái, mà cái người bạn gái đó bạn cảm giác được rằng họ đang có cái sự chung tình với bạn. Người con gái đó đang ở dưới quê đi chẳng hạn, rồi vô tình khi mà họ đi xa, hai đứa bắt đầu yêu xa với nhau, rồi cái người đàn ông thứ ba xuất hiện, mà thằng đàn ông thứ ba đó nó lại là một thằng giàu, đúng không ạ? Thì chắc chắn được rằng cái thằng đàn ông giàu nó sẽ mang lại một cái điều kiện tốt cho đứa con gái đó. Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Và rồi bây giờ chúng ta phải tính làm sao đây? Làm sao tôi biết làm sao được? Bạn phải hỏi nhỏ đó làm sao thì tôi mới biết làm sao. Để bây giờ thoát hiểm nào, hồi nãy nó quýnh mình rồi, mình hên bị cay lắm rồi nha. Tạm thời rút lui, bây giờ mình tha cho nó cái pha này đi anh em ạ. Tạm thời mình tha cho nó cái pha đó thôi. Hồi nãy tôi định ở lại chơi rồi, nhưng mà tôi nghĩ lại khoan, để mình tôi phải nói hết câu với các bạn thì tôi mới có thể tự tin. Tôi phải nói hết câu với các bạn thì khi đó tôi mới đánh một cách tập trung được. Cho nên mình chọn cái giải pháp là tạm thời tha cho thằng Triệu Vân trong cái tình huống vừa rồi. Mới nãy giờ nói chuyện nó hơi bị lan man, quay trở lại chủ đề nào. Sao ta, bản Ngọc công tướng Murat đệ tử xin phép góp ý với các bạn là như thế này. Ngọc đỏ mình sẽ lên cho nó là công vật lý, ý lộn, ngọc đỏ mình lên cho nó là tốc đánh chí mạng. Ngọc tím thì mình sẽ lên cho nó là công vật lý tốc chạy là 7 viên, 3 viên còn lại là tốc đánh tốc chạy. Cuối cùng ngọc lục thì mình sẽ lựa chọn cho nó là công vật lý và xuyên giáp. Một bản ngọc mà những chỉ số này nó giúp cho con tướng Murat cực kỳ kinh dị luôn anh em ạ. Payna đang hỗ trợ rồi nha. Dục nhẹn phát, tôi tưởng nó quăng con chim ra, nhưng nào ngờ tôi quăng chiêu 2 rồi nó mới quăng con chim, nó làm chóng tôi 2 lần ha. Con bùa xanh đang được lấy ra. Cái thần trận đến từ vị trí của Illumia nó chưa hề trúng Murat ở thời điểm bất cứ một cái giai đoạn nào cả. Và con lính đang tràn vào, Triệu Vân ngay phía sau nào, thấy bà cố nội nó với tôi rồi, chúng ta còn cho mình chiêu cuối anh em à. Đây chỉ là ảo anh Trạm, đồng đội lại chi không biết nữa. Cái pha này không cần đồng đội lại luôn á, thiệt luôn á. Cái pha này tôi ở lại tôi quất nó vài phát thôi là tôi đậu quần liền. Đó, cái pha đó đó. Cái pha này mình bật cái chiêu 2 chưa kịp mọi người ạ. Còn cho mình con chó ở kế cạnh cái khu đường này lại tiếp tục một trò chơi kinh dị đối với những thành viên team bạn đây. Trò chơi này nó khá chi là thú vị đây. Đó, khi mà các bạn chơi cái trò chơi này thì chúng ta đừng có giết đi cái con chó này nha mọi người. Thì chúng ta cứ việc rỉa nó từ phía xa như này thôi, dùng chiêu 2 để giảm giáp đối phương, hoặc cũng có thể là dùng chiêu 2 để bỏ chạy nha. Rồi bây giờ chạy về an toàn. Thiệt ra cái pha đó là mình ốc chó đó mọi người. Lâu lâu thì nó ốc chó một lần như vậy. Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của tôi khi mà tôi chơi tựa game Liên Quân Mobile này, để có được những pha highlight bạn sẽ phải trải qua những pha ốc chó. Và với cái tình huống ốc chó vừa rồi nó lại chứng minh ra một điều, sắp tới tôi sẽ có một pha highlight. Cùng nhau chờ đợi coi điều đó nó có trở thành hiện thực hay không nha. Ok, chúng ta sẽ được hồi sinh sớm thôi, không sao trời. Mặc dù giết có 3 mạng, chết 2 mạng, hỗ trợ 7 mạng, cái sự cống hiến và áp lực của mình gây ra là quá lớn. Và mình đi ganh toàn bộ bản đồ, các bạn có thể thấy được rằng giai đoạn này chúng ta chưa bị mất đi một cái trụ nào cả. Con tà thần Caesar sẽ là sự lựa chọn của tôi. Và thời điểm này Illumia dùng chiêu cuối bắt đầu trúng được một lần ha. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái phần combo chuẩn con tướng Murat nha. Murat nó quá dễ chơi rồi đúng không anh em ạ? Thì có nhiều anh em mới chơi thì các bạn thường hay áp dụng cái công thức là như thế này: kích hoạt đầy đủ 4 dấu ấn rồi nhảy lên 2 phát bằng chiêu 1, quật quăng phát chiêu 2 giảm giáp đối phương, bật phát chiêu cuối sau đó giật bóng lưu về. Đó cũng là một kiểu combo. Còn những bạn nào mà chơi lâu năm rồi, anh em thành thục với kỹ năng của mình thì mọi người thường hay áp dụng cái cách này: kích hoạt 2 dấu ấn rồi sau đó nhảy lên phát bằng cái chiêu 1, rồi đánh thường 2 phát nữa đầy đủ 4 dấu ấn, quăng phát chiêu 2 giảm giáp đối phương, giục phát chiêu cuối giật bóng lưu về. Đó, cái mấu chốt là anh em không nhất thiết cần phải kích hoạt 4 dấu ấn tại một thời điểm. Anh em có thể kích hoạt trước khoảng chừng 2 dấu ấn, rồi nếu anh em nào dữ hơn nữa thì 1 dấu ấn. Rồi Đức ơi, khiên hòm đi em. Khiên hòm được rồi đó. Hãy chú ý được rằng đây sẽ là một cái hòm sẽ được khiên ra, và cái hòm này sẽ chứa 4 đứa. Trong đó một cái hòm nó hơi bị chật chội đây. Khi mà team bạn họ vẫn chưa biết về cái kết sẽ như thế nào đây anh em ạ. Không một cái thứ gì có thể cứu vãn được tình thế này cả. Không một chiếc xe gì có thể đưa được những thành viên team bạn đến với chiến thắng cả. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi anh em ạ. Đó chính là chiếc gì? Đó chính là cái chiếc xe gì mà nó có hình con rồng, con phượng đó anh em ạ. Thằng này nó solo với tôi anh em ạ. Nói chung là không có cửa. Nó quá khủng khiếp rồi. Goodbye baby. Chiến thắng là như vậy. Và rõ ràng không giết được nhiều mạng, nhưng lợi thế thắng lợi trong ngày hôm nay là nhờ vào sức mạnh của Mu Sáu Lọn.
nhé. Cảm ơn mọi người đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần sau. Thấy video giải trí, tặng đệ tử một lượt like, một lượt chia sẻ để giúp cho đề xuất của kênh đệ tử nó đang ngày càng bực trở dậy nha. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có được một buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.